hai bạn diễn viên phát thanh. Mời Hello đứng dậy vào diễn đàn, chúng tôi công bố kết quả. Mời Hello vào đứng vào diễn. Ban tổ chức xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua ở lúc 1 phút tròn. Đô Mai Gai Đỏ thắng cuộc. Trước khi hai vận động viên thi đấu, tổ trọng tài nhắc vận động viên trang phục xanh lần thứ nhất. Trận đấu bắt đầu. Thôi, đề nghị hai vận động viên dừng lại, Đề nghị vận động viên trang phục xanh ra cởi cái vòng ở chân ra. Chúng tôi nghiêm túc nhắc nhở vận động viên và huấn luyện viên đơn vị khai cấp. Đây thì các em vận động viên cũng như các đồng chí trưởng đoàn huấn luyện viên của các đoàn, chúng ta nghiêm túc thực hiện quy định của giải đấu. Trận đấu tiếp tục. Mời hai vận viên đứng dẫn đảng, chúng tôi xin công bố kết quả keo vật ở lúc 1 phút 04 giây. Hiệp thi đấu thứ nhất, vận động viên trang phục đỏ đơn vị Hà Nam thắng cuộc. Mời trận thi đấu hạng 60 kg. Mời Hello và Vũ Thẳng. Ban tổ chức xin công bố kết quả trận thi đấu ở lúc 35 giây của hiệp 1. Đô Mang Lai Xanh thắng cuộc. Thứ nhất, bắt đầu. Đôi lưới tỉnh Thanh Hoa của cổ trang tiến vị ở vòng tay sai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của đội tiếp tục